8 tháng trước đúng là tôi rất là vất vả. Mất vài ngày nghỉ việc để đi tìm trường học cho con. Nhưng mà rồi tìm vào đúng cái trung tâm là con học sau khi một khóa học không có hiệu quả gì cả. Và đến cũng ký kết và đóng mấy chục triệu đấy. Cái hôm vô tình đến trường tâm sự với cô giáo chủ nhiệm, cái cô cho biết là chị ấy chị tìm cái trung tâm LS đấy mà thì gửi con vào đấy sẽ tốt. Thì mình cũng đến trung tâm và tư vấn với các bạn ở đấy, cũng tư vấn cho và cũng cho con đến test học thử một đến ba buổi. Thì xong con cũng rất là thích môi trường học đấy, thế là mình cũng đăng ký cho con học. Thế cũng là hôm nay rất là vui là được chia sẻ là cái thành quả của con học tập. Sau hết khóa học thì con đã được nhận cái bằng IELTS 6.5. Thì mình và con rất là vui khi con đến môi trường học, con cảm thấy là rất khác như với môi trường trước khi con học. Thì đến thì con cảm thấy rất là hứng thú đi học, chứ không như là các trung tâm khác. Thì con đến giờ đi học, bảo con đi học con còn không muốn đi. Nhưng đây chưa đến giờ cứ giục mẹ cho con đi. Thế các cô rất là nhiệt tình, chu đáo. Cũng ký kết, mình cũng đến ký kết. Nhưng mà đúng là ký kết này của mình là có hiệu quả. Thế rất là vui. Hai con chia sẻ thành tích học tập của con nhé, với các mẹ. Hi, my name is Gan, I'm 14 years old. I study in Lomonosov School. I was learned in ALES 8 months ago. I came to ALES to improve my speaking skill, and important than that, I want to be more confident in communicating English. Nờ con mình đã thay đổi rất là tốt và cũng đã nhận được cái bằng IELTS 6.5. Thì mình rất vui và được chia sẻ với các mẹ. Hôm nay mình đã đăng ký học tiếp cho con. Hiện tại nhà trường đang có rất nhiều khuyến mại của đầu năm, thì các mẹ nhanh tay đến đăng ký cho các con được học.